Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS và đây sẽ là video chúng ta cùng nhau đánh giá chi tiết mẫu tai nghe mới nhất đến từ nhà Sony, đó là WF-1000XM4. Và chi tiết thì cùng mình bắt đầu để tìm hiểu nhé. Mình là Công, tới từ ReviewOS. Mẫu tai nghe lần này được Sony giới thiệu đến với thị trường Việt Nam mức giá khoảng tầm là 6,5 triệu, có thể là thay đổi tùy ở đợt đặt hàng, và chi tiết thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả của video, anh em tham khảo trực tiếp sang Phonet để biết được mức giá của sản phẩm nhé. Nhưng mà cái mà mình thấy được ấy, đó chính là Sony rất có thể sẽ lại chiếm lĩnh ngay cái phân khúc này, bởi vì sau khi mà trải nghiệm chiếc XM4 này xong thì mình thấy rằng nó cực kỳ xứng đáng với mức giá của nó. Tất cả những chức năng mà tai nghe này mang lại, có thể nói là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái tai nghe mà nó có nhiều tính năng đến như vậy. Hơi tiếc một chút là phiên bản XM3 thì mình không có được trải nghiệm nhiều, nhưng lên XM4 thì mình có thời gian để trải nghiệm kỹ lưỡng hơn và mình thấy được những cái hay ở trên tai nghe này, thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn dần dần. Thứ nhất là về phần mở hộp tai nghe thì có lẽ các bạn đã quá quen thuộc rồi, mình sẽ mở hộp nhanh. Chiếc hộp của chúng ta sẽ nhỏ hơn so với XM3 và mình thực sự thích cách làm này bởi vì nó thân thiện với lại mẹ thiên nhiên, nó giúp chúng ta có một cuộc sống mà mình thấy là an lành hơn ở trên trái đất. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ ra nhá. Ở bên trong này thì các bạn sẽ có rất là nhiều cuốn sách để hướng dẫn các bạn cách sử dụng tai nghe. Thì về cơ bản chúng ta cũng nên đọc qua một chút, nhưng mà đây, quan trọng nhất là 4 bước để các bạn sử dụng tai nghe như thế nào. Có một bước là các bạn tải về cho mình cái phần mềm là Headphone Connect của Sony. Và ở trong hộp này chúng ta sẽ có hai ngăn. Một ngăn là để chứa phần cáp sạc, đây là cáp sạc USB Type-C. Còn ngăn bên này sẽ là chứa hệ thống tip tai nghe. Ở đây các bạn sẽ có hai tip nữa là size S và size L, còn size M thì mặc định được lắp ở trên tai nghe luôn. Như vậy thì với hệ thống tip này mình thấy rằng có thể phù hợp được với đa số các bạn. Còn về cái chất liệu tip mới ấy, thì mình sẽ không nhớ chính xác được tên, nhưng mà đây cho các bạn xem. Nó cũng giống như kiểu bọt biển thôi, mình thấy khá là giống. Và mình sẽ kéo giãn nó ra. Đó, nó lại tự hồi về như ban đầu. Và sau phần mở hộp hãy cùng mình đến với phần thứ hai, đó chính là về thiết kế của tai nghe. Thì đây là phần kén sạc, sẽ có một sự thay đổi lớn so với XM3, đó là nhỏ hơn, gọn hơn và có thể đứng được ở trên bàn. Rất là nhiều người nói về việc đứng được ở trên bàn nhưng mà mình thấy nó cũng không có gì quan trọng lắm các bạn. Chủ yếu là nó nhỏ hơn, gọn hơn để các bạn mang đi tiện lợi hơn. Và ở phần bên ngoài của chúng ta sẽ được phủ một lớp kiểu như là nhựa nhám, khi mà sờ vào nó khá là mịn. Nhưng mà theo như mình thấy là những tai nghe mà dùng lâu ấy thì đều có kiểu như bị vệt để lại trên tai nghe, nếu như các bạn mà để chìa khóa hay là vật sắc nhọn nó cạ vào tai nghe. Thì cái này là một điểm các bạn nên lưu ý và chúng ta hãy tránh nó ra. Còn nếu như các bạn để mồ hôi bám lại ở trên này, chúng ta chỉ cần lau nhẹ một chút thôi là sẽ sạch sẽ, như vậy là không lo bẩn. Ở phía mặt trước của tai nghe các bạn sẽ có một cái đèn ở đây và mình sẽ mở để các bạn xem cái đèn nó sáng nhá. Đấy, nó sáng xanh này, như vậy tai nghe của mình đang đầy pin. Và có thể nói là cái đèn này làm rất là tinh tế và đẹp. Đồng thời ở phía mặt trước thì mình thấy rằng các cái phần rãnh bản lề của chúng ta có vẻ nó không được khít lắm. Đấy, Sony như là cố tình làm như vậy hay sao ấy. Cái việc không khít thế này thì có thể sẽ khiến cho phần rãnh của chúng ta bị bám bụi sau khi sử dụng. Còn ở phần phía mặt sau thì các bạn sẽ có phần bản lề. Đây, cũng tiếp tục là một cái đường rãnh hở đều như ở phần phía mặt trước. Và đây là cổng sạc USB Type-C của chúng ta. Còn ở phần phía mặt dưới là một số những cái thông tin liên quan tới kén sạc, các bạn có thể pause video ở lại để mà xem kỹ hơn. Còn với bản thân mình thì thường mình sẽ bỏ qua. Và bây giờ mình sẽ mở hộp tai nghe ra. Thì theo như trải nghiệm gần đây của mình thì cái bản lề này cũng khá là chắc chắn. Chúng ta sẽ có phần nam châm để hút như thế này. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ thử là dốc ngược tai nghe này lại xem có hút được không nhá. Ok, chắc chắn cho anh em đúng không? Này, lắc cái này vào đâu có sao. Rồi, quay trở lại với tai nghe đi. Thì đây là hai chiếc tai nghe của chúng ta ở bên trong. Lần này thì Sony đã làm theo kiểu tròn trịa hơn, gọn gàng hơn nhưng mà vẫn có điểm nhấn. Điểm nhấn của chúng ta chính là hai phần microphone ở đây. Có thể khi mà lần đầu nhìn vào thì mình cũng không nghĩ là microphone đâu, nhưng mà mình đã theo dõi một vài thông tin thì đây là hai cái microphone để giúp khử ồn tốt hơn. Và các bạn thấy đó, nó tạo điểm nhấn cho cái tai nghe này, mặc dù là tròn trịa một màu đen thôi nhưng khi nhìn vào vẫn biết được đây là 1000XM4. Và phần chấu sạc ở phía dưới chúng ta thì có tận 3 chấu sạc liền. Đây, 1, 2, 3 cái chấu để sạc vào tai nghe. Cận cảnh hơn vào chiếc tai nghe của chúng ta thì Sony đã thiết kế lại để cái tai nghe này bám rất là vừa vặn ở bên trong tai của bạn. Và một phần cảm ứng lớn hơn giúp các bạn dễ dàng thao tác với tai nghe. Khi mà mình chạm vào phần cảm ứng này thì điện thoại của mình nhận lệnh rất là nhanh, chạm một phát là nhận luôn. Chiếc tai nghe của chúng ta khá là nhẹ nên các bạn có thể yên tâm là đeo lên tai không sợ bị mỏi tai. Phần vật liệu mà phủ ở bên ngoài tai nghe thì cũng giống như ở bên ngoài vỏ hộp, đó là một lớp nhám nhẹ và không bám dấu vân tay. Còn đối với lại mặt bên trong của tai nghe thì ở đây các bạn sẽ có hệ thống cảm biến để biết được là bạn đã đeo lên tai hay chưa. Chấu sạc và cho các bạn biết luôn tai trái hay tai phải. Chúng ta lưu ý nhé, đeo đúng tai để các bạn có thể dễ dàng đưa được vào tai. Phần thứ ba là trải nghiệm khi sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ đeo tai nghe của chúng ta lên tai để các bạn nhìn được.
Trải nghiệm đầu tiên của mình ấy, khi mà sử dụng chiếc XM4 là mình thấy rằng nó đã nhỏ gọn hơn so với XM3 rất rất nhiều, và đeo lên tai cảm giác nó giống như kiểu đeo một chiếc tai nghe hơn. Còn XM3 khi mình đeo lên tai thì mình cảm giác như kiểu đeo một cái loa mini nằm trên tai chứ không phải là một cái tai nghe. Và tất nhiên là nó cũng sẽ mang lại một thứ, đó chính là dễ bị rơi. Không biết là có bạn nào giống mình không, nhưng XM3 thì mình cũng đã hỏi một vài người bạn nữa, người ta nói rằng XM3 dễ rơi. Còn khi mình đeo XM4 lên tai thì mình đã có thử chạy xe, rồi là mình đã có thử tập thể dục nhẹ, mình đã có thử đi cầu thang. Tất cả những cái đó đều đáp ứng được và bám rất chắc chắn ở trên tai của mình. Có lẽ để được có điều này, thứ nhất là dựa vào thiết kế của chúng ta bám trọn ở bên trong vành tai của mình. Thứ hai là chúng ta có một cái bộ típ mới. Bộ típ mới này của Sony thì bằng cái chất liệu khá là khó nhớ tên, nhưng mà lúc mà mình sờ vào thì nó gợi nhớ cho mình tới bọt biển. Và đúng là quá trình sử dụng thì những cái nó mang lại như kiểu bọt biển ấy. Điểm hay nhất đó chính là khi các bạn đeo vào tai, nó hạn chế được rất nhiều tiếng ồn ở bên ngoài so với silicone. Cũng như là chúng ta đeo lâu cái típ này sẽ không có cảm giác bị đau tai và khó chịu như là sử dụng silicone. Trong các hoạt động thể thao thì ở trên mẫu XM4 này sẽ được trang bị khả năng kháng nước là IPX4. Và với một thiết kế mới tròn trịa gọn gàng như thế này, có thể chống được giọt bắn từ mọi phía. Và mình thấy rằng đây là một điểm cải tiến so với mẫu cũ là XM3. Và để đảm bảo là các bạn lựa chọn cho mình được một chiếc típ tai nghe phù hợp với lại tai của mỗi người, thì Sony đã chuẩn bị sẵn một bài test ở trong ứng dụng Headphone Connect. Mình khuyên các bạn là trong lần đầu sử dụng tai nghe này, hãy cài nó vào điện thoại của bạn để có thể là test được xem tai nghe của bạn bây giờ là phù hợp với tai nghe hay chưa, hay chúng ta nên đổi sang một bộ típ mới. Trong ứng dụng này cũng cho phép các bạn thiết lập âm thanh 360 độ và đây là một tính năng rất hay, rất đáng thử với những bạn nào đang sở hữu mẫu tai nghe XM4 của chúng ta. Mình đã có nghe thử một đoạn nhạc ngắn do Sony demo và mình cực kỳ ngạc nhiên, kiểu cảm giác như âm thanh chạy xung quanh đầu của chúng ta rất là đã. Nếu như bạn nào có thì nhớ nghe thử tính năng này nhá. Bây giờ hãy cùng mình đến với phần thứ tư, đó chính là kết nối và tính năng. Về mặt kết nối thì tất nhiên là ở trên một tai nghe cao cấp như thế này, chúng ta sẽ có Bluetooth 5.2 mới nhất, nó ổn định với cả Android và iOS. Nhưng mà đối với lại Sony sẽ hỗ trợ tốt hơn cho Android, đặc biệt là tính năng Fast Pair. Với tính năng Fast Pair này thì các bạn có thể định vị được chiếc tai nghe của chúng ta trực tiếp thông qua Google Device. Hay không anh em, các bạn sẽ đỡ lo cái việc là chúng ta để quên tai nghe ở đó sao không tìm thấy. Rồi là khi mình kết nối cái tai nghe này với lại chiếc điện thoại, ở đây thì mình đang dùng là Oppo Find X3 Pro, thì ngay lập tức Google Assistant của mình đã được kích hoạt lên để hỗ trợ tối đa, thậm chí là có thông báo đến còn đọc qua tai nghe cho mình để mình biết được. Và đấy là cái điều mà chưa bao giờ Siri làm cho mình được, bởi vì Siri không hỗ trợ tiếng Việt. Trong khi đó với Google Assistant chúng ta có tiếng Việt, nên các bạn nghe được trọn vẹn, ví dụ như là thông báo đến từ nhóm nào và do ai viết thông báo. Wow, ngạc nhiên chưa? Theo như Sony công bố thì ở bên trong chiếc XM4 chúng ta sẽ có con chip mới hỗ trợ rất là nhiều công nghệ mới. Và tất nhiên cũng từ đó thì khả năng chống ồn của tai nghe cũng như là chất âm đều được nâng cấp rõ rệt so với người tiền nhiệm là chiếc 1000XM3. Và bây giờ mình sẽ đánh giá luôn với các bạn về khả năng chống ồn nhé. Ở mỗi bên tai nghe của chiếc XM4, ngoài những cái cảm biến để biết các bạn đã đeo tai nghe vào trong tai hay chưa, chúng ta sẽ có 4 microphone để khử ồn. Đây, cái phần lỗ tròn mà được tạo hình ở trên tai nghe đây cũng là một microphone để khử ồn. Với 4 microphone này thì tai nghe của chúng ta tỏ ra khử ồn rất là hiệu quả. Mình đã có một cái trải nghiệm như thế này, là cái TV thì ở ngay trên đầu mình. Sau đó là mình ngồi đeo tai nghe, ngồi ngay dưới TV, TV thì đang phát thời sự. Và các bạn biết không, chỉ cần mình bật nhạc đến khoảng 30% thôi là mình không nghe được bất kỳ một cái tiếng động gì ở bên ngoài nữa, kể cả tiếng TV hay là tiếng mọi người nói chuyện. Như vậy để các bạn thấy được là công nghệ chống ồn mới ở trên Sony vẫn là một ông vua. XM3 đã chống ồn tốt đến mức độ nó luôn luôn được lôi ra để so sánh những chiếc tai nghe khác. Nào là so sánh với lại AirPods Pro, so sánh với lại một loạt những mẫu tai nghe chống ồn ra mắt sau đó. Và bây giờ khi XM4 ra mắt thì nó lại tiếp tục là một ông vua mới, tạo ra một cái đẳng cấp mới về khả năng chống ồn chủ động. Như vậy anh em có thể yên tâm là mua cái tai nghe này về mà muốn cách biệt với thế giới bên ngoài thì đó không phải là một điều khó khăn. Một điểm trừ ở trong mặt công nghệ đó chính là XM4 không hỗ trợ công nghệ aptX HD. Chắc hẳn là những bạn nào chơi âm thanh thì đều biết công nghệ này rồi. Nhưng mà bù lại thì chúng ta vẫn được hỗ trợ công nghệ LDAC, một công nghệ của Sony cho phép các bạn truyền âm thanh độ phân giải cao là 24bit 96kHz với tốc độ dữ liệu tối đa là 990kbps. Thêm một điểm nữa mình cũng hơi tiếc, đó là ở trên WF-1000XM4 không được trang bị công nghệ Multipoint. Nếu như bạn nào mà chưa nghe đến công nghệ này thì đó là một công nghệ được trang bị ở trên WH-1000XM4, cho phép thiết bị kết nối và chuyển đổi linh hoạt đồng thời với hai thiết bị khác. Thì như vậy nó sẽ tiện lợi hơn và giúp chúng ta có thể vừa làm việc trên máy tính mà vừa làm việc ở trên điện thoại. Phần thứ 5, thời lượng pin. Mặc dù là WF-1000XM4 nhỏ hơn so với XM3 nhưng mà thời lượng pin lại được nâng lên. Kể cả là các bạn đã bật chống ồn chủ động, chúng ta vẫn có 8 tiếng nghe nhạc liên tiếp. Còn nếu như các bạn tắt chống ồn chủ động đi, chúng ta có 12 tiếng nghe nhạc liên tục.
Với những con số này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tai nghe trong cả một ngày mà không bao giờ phải nghĩ việc nó bị hết pin. Ngoài ra thì kén sạc này cũng hỗ trợ sạc nhanh, cho phép các bạn sạc tai nghe trong vòng 5 phút và nghe nhạc được 1 tiếng đồng hồ. Còn có một điểm thú vị nữa ở trên kén này, đó là hỗ trợ sạc không dây. Ví dụ các bạn có chiếc điện thoại mà hỗ trợ sạc ngược không dây chẳng hạn, các bạn chỉ cần đặt lên và ngay lập tức nó sẽ sạc vào tai nghe của bạn. Và bây giờ mình sẽ thu âm một đoạn ngắn để các bạn thấy được khả năng đàm thoại ở trên chiếc tai nghe này, dù sao có tận 4 microphone cơ mà. Cuộc sống nên là một chuyến phiêu lưu, cuộc sống nên là sự đơm hoa kết trái mỹ mãn, cuộc sống nên khác xa với sự tồn tại đơn thuần. Nhưng hầu hết chúng ta đều bị xa lầy với những tiểu tiết vụn vặt trong cuộc đấu tranh sinh tồn, đến nỗi không ai cảm nhận và thưởng thức được hết sự diệu kỳ của cuộc sống. Nhiều người đang trải nghiệm cuộc sống của chính mình chỉ với một niềm hân hoan rất nhỏ so với niềm hạnh phúc to lớn mà vốn cuộc sống đã công bằng mang lại cho mỗi người. Để sống trọn vẹn với cuộc sống mình được ban tặng, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi điều đó bằng cách riêng của mình. Ok, ngắn gọn như vậy thôi thì đây là cuốn Sức mạnh tiềm thức. Nếu như bạn nào muốn đọc thêm, thực ra là mình thấy tiềm thức cũng rất là mạnh, nhưng mà mạnh đến đâu thì các bạn đọc thử cuốn này để biết nhé. Hôm qua thì mình đã có quay video về chất âm, nhưng mà mình đã quyết định là sẽ quay lại, bởi vì là sau một đêm mà mình nghe kỹ lưỡng hơn về cái tai nghe này thì mình có một số đánh giá như sau. Thứ nhất là về cái phần âm bass của chiếc XM4 này thì nó có ngon hơn so với XM3, nhưng mà thực sự là nếu các bạn không bật EQ lên ấy, thì nó không làm cho mình cảm thấy đã tai. EQ là cái bộ chỉnh âm ở bên trong tai nghe. Các bạn mà muốn nghe tiếng trống nó khỏe, nó đanh hơn thì các bạn sẽ cần bật cái phần bass booster để chúng ta có một cái tiếng trống nghe nó có lực. Còn nếu như chúng ta để normal mà giống như mình nghe nhạc thì mình cảm thấy rằng là cái tai nghe nó có chất âm khá là cân bằng, nó không thiên dại nào cả. Và cái tiếng trống này nó cứ hơi thiếu một chút gì đó, nó hơi thiếu một tí lực như mình mong muốn. Mặc dù là tiếng trống của chúng ta tái tạo được độ chi tiết rất là tốt, những cái nốt ở phía dưới có thể tái tạo được, nhưng mà về cái lực của nó thì mình lại cảm giác là nó chưa đủ và chưa làm cho mình thấy hài lòng với cái bài hát đó. Ở đây thì mình hay nghe nhạc vàng, mình có nghe một số những bài hát nó trung tính như kiểu là bài Khi tôi là tôi. Bài này là một bài mà có rất là nhiều thứ liên quan tới nhạc cụ, tới giọng hát. Và cái tiếng trống ở trong cái bài hát này khá là đặc trưng, đó các bạn có thể nghe thử cái bài này. Hoặc là một bài hát nữa có một tiếng trống mà mình cũng khi mà test tai nghe mình nghe, đó là bài Giọt cà phê đầu tiên. Với cái bài này thì tiếng trống ngay khi mở đầu nó kiểu vỡ òa ra ấy. Và những cái tai nghe nào mà không có khả năng kiểm soát bass tốt sẽ bị ngay lập tức vỡ tiếng khi mà nghe cái bài hát này. Được cái là với XM4 của chúng ta thì vẫn có khả năng kiểm soát được âm bass tốt khi mà mình nghe bài Giọt cà phê đầu tiên. Nhưng mà mình cảm giác cái lực của nó thiếu so với những gì mình muốn. Nói chung là trên chiếc XM4 thì giải âm của nó sẽ là theo dạng cân bằng, nó không bị quá thiên về một giải nào cả. Nhưng mà anh em lưu ý là tiếng trống của nó vẫn chưa thực sự là đã, chỉ là ngon hơn so với XM3 thôi. Tiếp theo là tới giải mid của ca sĩ. Thì đây là một chiếc tai nghe cân bằng mà, nên là giải mid nó không bị lấn át bởi giải bass. Và khi nghe mình có thể cảm nhận được độ chi tiết, độ trong trẻo, sự truyền cảm đến từ ca sĩ, một điểm rất là đáng khen. Còn về tiếng trap của chúng ta thì khá là sáng và đáp ứng được theo cái nhịp độ tiết tấu của bài hát. Khi mà mình nghe thì mình có thể cảm giác được nó hòa rất là nhịp nhàng vào hai giải kia để tạo nên một cái bản trình diễn hài hòa trong tai của chúng ta. Đồng thời là với chiếc tai nghe này các bạn có thể tùy chỉnh được theo từng thể loại nhạc, giống như mình nói về EQ ấy. Bạn thích nghe thể loại nhạc gì thì bạn sẽ chọn EQ thể loại đó để chúng ta có một cái bản nhạc hay nhất. Nhưng mà về sân khấu âm thanh thì với những tai nghe nhét tai ở trong thế này lại còn được bật thêm chống ồn chủ động nữa, thì mình có cảm giác là sân khấu âm thanh của chúng ta nó không được thoáng, như kiểu tất cả được nén ở bên trong mình ấy, nên là nghe nhạc vàng đôi khi nó chưa làm cho mình cảm thấy đã. Còn nếu như mà các bạn nghe 360 độ thì ok, cái đó đúng, 360 nó chạy xung quanh đầu thì nghe sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà đa phần nhạc của mình nghe bây giờ thì đều là bản nhạc kiểu bình thường. Và với những cái bài nhạc không có 360 đó, rồi là bật chống ồn lên, nó sẽ nằm ở trong này các bạn, âm thanh nó chạy ở trong đầu chúng ta này. Hy vọng là không phải bạn nào cũng sẽ khó tính như mình trong cái việc sân khấu âm thanh. Và rồi, anh em thấy sao về cái chiếc tai nghe này của chúng ta? Mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhé. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.